Thái Lan nha. Rồi, bây giờ ông nội vào. Các bạn rất nhiều hoa rồi, bây giờ mình sẽ làm tinh tố hoa dung bột từ sao bà sơ đi các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào các bạn, bye.